Anh xoáy đi. Đấy. Đinh động. Đảng viên thông đồng. Không dừng đạt. Đúng rồi, em giữ cho anh. Bình thường anh giữ, hôm nay anh cầm cái máy quay. Quỳnh cầm quay anh ấy. Quay để anh giữ cái chân của em cho em đỡ đau. Em cầm lúc nào em cầm cái chiều thẳng đối diện, em quay chéo như kiểu mình nhìn chéo ấy. Cái này em xăm được bao lâu rồi? Cái máy của em nó không báo thế, thế mình cười. Nó vẫn báo 0 km, lúc em không di chuyển. Không quan trọng nó, mình không quan trọng là mấy km của mình, mà quan trọng là nó báo cho mình cái điểm đấy nó được chạy bao nhiêu là được rồi bác tỉnh ạ. Không cần tranh này, mình chỉ cần báo ở đấy là nó là được chạy bao nhiêu thôi, thì mình chạy đúng là không gì. Và mình cái km mình đã có đồng hồ rồi. Úi, bấm chân, đừng bấm. Bấm ra hỏng chân dẹp phí. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng đã thông qua một nghị quyết không bỏ phiếu